Cả cảnh cảnh sát cơ động kỵ binh Việt Nam thuần dưỡng, huấn luyện ngựa trên thao trường. 70 chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng đàn kỵ binh hăng say luyện tập 8 tiếng mỗi ngày bất chấp cái nắng như mùa hè đổ lửa. Đại bản doanh của đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh tại một trại ngựa ở thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Đây là nơi hơn 70 chiến mã được các chiến sĩ cảnh sát cơ động thuần hóa luyện tập hàng ngày. Các chiến sĩ bắt đầu ngày mới từ khoảng 5 giờ lập tức xuống khu trại cho các chú ngựa ăn nhẹ, sau đó nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các hoạt động huấn luyện. Sau khoảng 7 tháng, những chiến mã đã được thuần hóa và đang trong quá trình huấn luyện các động tác nghiệp vụ. Trước mỗi buổi tập, các chiến sĩ cảnh sát cơ động phải vuốt ve, chào hỏi và vệ sinh lông ngựa. Ngựa vốn là loài có trí thông minh phát triển nên thông qua các hành động vỗ về, cử chỉ nhẹ nhàng cũng như lời nói động viên của chiến sĩ khiến chúng nghe lời hơn, vào bài tập nhanh hơn. Đối với những chiến sĩ cảnh sát cơ động trẻ, bài học lắp yên, dây cương và kiểm tra móng ngựa phải mất từ 2 tuần đến 2 tháng mới có thể thuần thục. Một trong những bài tập đầu tiên là bài huấn luyện ngựa đi đều hàng 4. Bài tập này giúp phục vụ các nhiệm vụ như tuần tra kiểm soát, phục vụ các buổi lễ, nghi thức hay vận chuyển vũ khí trên khu vực có địa hình khó khăn. Bài tập nhảy vượt rào giúp ngựa thích nghi với nhiều kiểu địa hình khác nhau như vượt suối, rãnh, hào hay truy bắt tội phạm ở địa hình hiểm trở. Bài tập này được đánh giá là khá khó nên nhiều chú ngựa vẫn chưa thể nhảy qua rào thành thục hay dễ xảy ra chấn thương cho cả người lẫn ngựa trong quá trình tập luyện. Động tác đổ nhào nhặt đồ vật đòi hỏi chiến sĩ cảnh sát cơ động phải khéo léo, chính xác, nhanh nhạy để có thể vừa điều khiển ngựa phi nước đại, vừa nhặt công cụ hỗ trợ để sẵn trên mặt đất. Những ngày đầu mới tập luyện, các chiến sĩ liên tục bị ngã, nhưng đến nay, ngựa đã quen với việc phối hợp, mọi việc thuận lợi hơn. Ngựa là giống có bản tính tự do, hoang dã và rất mạnh mẽ. Chính vì thế để huấn luyện được những chú ngựa hoang, điều quan trọng đó là không được chịu thua ngựa. Các chiến sĩ trong đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh luôn tâm niệm, nó càng cương bướng, mình càng phải nghiêm, phải khống chế nó bằng được. Chỉ cần mình chịu thua nó một lần, lần sau ngựa sẽ càng không nghe lời, một chiến sĩ nói. Một chiến sĩ được giao một con ngựa tự chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện. Đối với các chiến sĩ cảnh sát cơ động kỵ binh, ngựa không chỉ là vật nuôi nghiệp vụ mà còn là người anh em bốn chân đồng hành cùng họ trong suốt quá trình công tác. Hơn 70 chú ngựa đang được huấn luyện tại đây, mỗi con có một tính cách khác nhau, có những con rất khó gần, hung dữ. Tí Hon của tôi là một chú ngựa nhát người, lần đầu gặp tôi nó sợ và bỏ chạy khi tôi thử đeo cương. Sau quãng thời gian thuần hóa, đến nay Tí Hon đã nằm trong top những chiến mã có thể hình tốt, các động tác huấn luyện đều chuẩn đẹp, đặc biệt là rất ngoan, biết nghe lời. Hạ sĩ Phan Đức Kỷ chia sẻ. Thức ăn của ngựa gồm có 3 loại, thức ăn thô, tinh bột và cỏ tươi. Các chiến sĩ cảnh sát cơ động ngoài việc chăm sóc ngựa còn trực tiếp chuẩn bị bữa ăn cho cả đàn. Ngựa ăn một ngày 3 bữa chính gồm bữa sáng lúc 5 rưỡi, bữa trưa lúc 11 giờ, bữa chiều cùng bữa phụ lúc 20 giờ. Mỗi con nặng từ 300 đến 400 kg, trong khi lượng thức ăn hàng ngày chiếm 10% trọng lượng cơ thể nên chất thải cũng rất lớn. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.